Xung quanh là một cái nhà vườn các bác đang xây này. Đấy, thì đây là có cái đường đường bê tông này, nó rộng khoảng cỡ tầm chắc 5 mét. Đấy, ô tô vào được. Đây, lô đất bắt đầu từ cái trụ cổng bằng vàng. Xung trong đang trồng cỏ sữa cho bò. Đây, mặt tiền của nó đây. Mặt tiền của nó là cỡ tầm 20 mét. Cái mặt tiền này cỡ khoảng 21 mét. Đấy, thì lô đất này là một cái lô đất là 1.453 mét. Hiện tại là ở đường trước mặt là có mặt tiền 21 mét. Và ở thế đất rất là cao ráo bằng phẳng. Đường sau là một cái ruộng. Và cách ruộng lại là một cái con đường lớn luôn. Đấy, thì hiện tại là cái lô này là Trần Quang đang có cái thông tin là anh em đang bán với giá là 2.2 triệu một mét. Đấy, trong đấy có 400 mét thổ cư, còn lại đất vườn liền kề, có sổ đỏ rồi. Lô này thì theo Trần Quang thấy là có thể làm được nhà vườn rất là tiện, cực kỳ đẹp để làm nhà vườn. Đấy, đường thông nhá anh em nhá. Trần Quang có thể đi thêm một đoạn cho anh em thấy đường thông này. Đấy, đấy anh em nhìn thấy cái gốc đa kia.